Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin liên quan đến Trương Mỹ Lan, cuộc tháo chạy bí ẩn khỏi tòa nhà ma. Tới nay, mức độ bí ẩn của vụ án Trương Mỹ Lan càng ngày càng lớn. Chưa có một vụ án nào mà lại xuất hiện nhiều cái chết bí ẩn, cũng chưa có vụ án nào mà liên quan đến gần 800 công ty chỉ tính riêng tại thủ đô Hà Nội. Vì sự quy mô của nó mà theo đó cũng có nhiều bí ẩn bao quanh. Có người thì nhận xét rằng bà Trương Mỹ Lan đang trong tù mà dường như bà đang đấu tay đôi với Bộ Công an chứ không phải là bà là con mồi của cơ quan khổng lồ này. Bởi bà ở trong tù như điều khiển được những gì ở bên ngoài nhà tù trong những ngày gần đây. Đây là hình ảnh tòa nhà ma One Tower được VivaLand vào hồi giờ sinh ra đã sắp hóa ma. Hiện nay Bộ Công an đang xác định 14 bị can cá nhân liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan 66 tuổi, Trương Huệ Vân 37 tuổi, Hồ Bửu Phương 50 tuổi, Chu Lập Cơ 66 tuổi, chồng bà Trương Mỹ Lan Chu Diệt Hằng 28 tuổi, Chu Diệt Phấn 27 tuổi, Trương Lập Hưng 36 tuổi, Thái Thị Thanh Thảo 39 tuổi, Ngô Thành Nhã 66 tuổi và còn rất nhiều người khác nữa. Tất cả 12 người nêu trên đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có 2 người quốc tịch nước ngoài là Knowles Hackman, Oliver 68 tuổi quốc tịch Úc và Trương Vincent King, tên gọi khác là Lâm Khắc Việt 48 tuổi quốc tịch Mỹ. Ngoài Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và Hồ Bửu Phương đã bị bắt thì 11 người còn lại đều là những cá nhân thuộc diện theo dõi. Những người này được theo dõi đặc biệt và sẽ bị bắt nếu cần. Đấy chỉ là những cái tên liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo những thông tin chúng tôi có được thì danh sách sắp bị bắt không dừng lại ở những cái tên vừa nêu trên, liên quan đến 156 bất động sản tại Sài Gòn và gần 800 công ty tại Hà Nội, có rất nhiều người liên quan đến nó. Với vụ án Vạn Thịnh Phát, phía bảo vệ cho bà Trương Mỹ Lan dường như đã đánh hơi trước những gì Bộ Công an Việt Nam sắp làm. Những cái chết đầy bí ẩn làm cho Bộ Công an gặp khó khăn trong vấn đề điều tra, làm cho người ta nghi ngờ rằng phe bảo vệ bà Trương Mỹ Lan có tay trong để nắm được những định hướng điều tra của Bộ Công an và đã ra tay trước. Đây là hình ảnh VivaLand đã rút khỏi Centerland. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một tập đoàn rất lớn, lớn đến nỗi họ phải thành lập công ty con để quản lý một vài dự án của họ. Công ty VivaLand được thành lập vào tháng 5 năm 2019 với số vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Kim Khánh nắm tỷ lệ lớn nhất là 30% vốn điều lệ. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai 25% và Dương Thị Hạnh 20%. Những cổ đông này đều là những người rất trẻ nhưng đã mua lại được những tòa nhà đắc địa. Về sau mọi người mới biết VivaLand là công ty con của Vạn Thịnh Phát. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt và 11 người khác bị đưa vào tầm ngắm các dự án của VivaLand, trong đó có tòa nhà ma Sài Gòn One Tower ở góc đường Hàm Nghi Tôn Đức Thắng, dự án tọa lạc trên nền đất vũ trường phi thuyền của Nam Cam trước đây, giờ cũng bị rút tên chủ đầu tư một cách đầy bí ẩn. Thông tin công ty VivaLand trên hàng rào dự án đã được tháo xuống và hiện chưa xuất hiện một cái tên nào khác. Đây là hình ảnh xóa tên chủ đầu tư VivaLand. Ngoài ra, dự án One Center tại Hồ Chí Minh ban đầu chỉ có tên gọi là The Street of Sài Gòn, nằm trên khu đất tứ giác Bến Thành có vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 1. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nó có tới 4 mặt tiền, đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, KMT và đối diện chợ Bến Thành cũng thay đổi tương tự. Có người thì cho rằng dường như những sợi dây lợi ích của Vạn Thịnh Phát có liên kết từ bên trong cơ quan điều tra nên đến bên ngoài và bên ngoài đã tìm cách đối phó được. Liên quan đến Vạn Thịnh Phát là những cái chết rất bí ẩn và giờ đây sự rút lui bí ẩn của các dự án và những người điều hành của nó. Chúng ta hãy cùng chờ xem những điều bất ngờ gì sẽ diễn ra ở phía trước. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin con trai ông bà Dũng lại chọc ổ kiến lửa, anh hùng hay chơi dại. Không biết ông Nguyễn Thanh Nghị có lên được Phó Thủ tướng hoặc có vào được Bộ Chính trị hay không. Tuy nhiên, thực tế nhiều người thừa nhận Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng có năng lực so với những người tiền nhiệm của ông ta. Từ khi nắm Bộ Xây dựng cho đến nay, ông Nghị thường đưa ra nhiều chính sách gai góc như nhà ở cho người có thu nhập thấp, rồi thì mạnh dạn cho thanh tra các dự án tại Hà Nội và rất nhiều nơi khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Nhiệm kỳ Bộ trưởng thì chỉ có 5 năm, rất ngắn ngủi so với chính sách mà ông Nghị đã đưa ra. Vì thế, ông Nghị cần ít nhất 2 nhiệm kỳ mới có khả năng triển khai. Tuy vậy, tham vọng của ông Nghị không phải là ngồi lại nhiệm kỳ thứ 2 ở Bộ Xây dựng, mà lên chức cao hơn, có thể là Phó Thủ tướng. Như vậy thì việc làm táo bạo của ông Nghị bị người ta đánh giá là mang màu sắc dân túy để kiếm điểm trước dư luận và trước đảng. Nguyên tắc xử lý những chính sách là nếu những gì trong quyền hạn của Bộ trưởng thì Bộ trưởng xử lý, nếu những gì ngoài quyền hạn thì Bộ trưởng nhờ Thủ tướng chỉ đạo liên ngành. Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông quản lý các doanh nghiệp bất động sản ở khía cạnh xin phép, cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp theo quy hoạch hoặc gỡ rối cho doanh nghiệp ở khía cạnh xây dựng. Còn phần huy động vốn của doanh nghiệp trên thị trường vốn không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Nhiệm vụ nào ra nhiệm vụ đó, nếu đá lộn sân thì ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ gánh rất nhiều rủi ro. Vào chiều ngày 3 tháng 11, Nguyễn Thanh Nghị sẽ mở màn trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội lần này với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực của ngành xây dựng. Báo cáo Quốc hội trước phiên chất vấn, ông Nghị có dẫn dữ liệu cho thấy ngành này đóng góp trung bình trong GDP khoảng 11% tổng thu ngân sách. Trong đó, bất động sản trực tiếp chiếm tới 4,5%, góp bình quân khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng của GDP. Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản vào năm 2021 là khoảng 2,6 tỷ USD, chiếm 8,6% tổng vốn FDI. Đến tháng 9, giá trị vốn hóa ngành bất động sản là khoảng 1,7 đến 1,8 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng bất động sản tới cuối tháng 8 thì đạt 777.235 tỷ đồng, giảm 7.300 tỷ đồng so với cách đó 2 tháng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đã chọc vào ổ kiến lửa. Ông Nghị nói đây là thị trường phức tạp, liên thông, gắn trực tiếp với thị trường tài chính, tiền tệ và các thị trường khác. Cơ cấu nguồn lực cho thị trường bất động sản còn bất hợp lý, chủ yếu là từ vốn tín dụng ngân hàng, huy động qua phát hành trái phiếu và tiền ứng trước của khách hàng. Vốn của chủ đầu tư chỉ chiếm khoảng từ 15 đến 30% tổng mức đầu tư của dự án, chưa có nguồn vốn chung dài hạn ổn định cho thị trường. Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán của doanh nghiệp bất động sản cần được giám sát, và ông Nghị cho rằng cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng cho vay với bất động sản. Phát biểu này của Nguyễn Thanh Nghị chẳng khác nào ông đang nắn gân ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Vụ khủng hoảng thiếu xăng dầu vừa qua, ông Hồ Đức Phớc lẽ ra phải chịu một phần trách nhiệm, thì ông lại đổ trách nhiệm cho ông Nguyễn Hồng Diên là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Và vấn đề này vẫn chưa chấm dứt, nó ngày một trầm trọng lên, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở miền Nam. Ông Hồ Đức Phớc là dân Nghệ An, mà nhóm lợi ích Nghệ An thì đang mạnh nhất trong Trung ương hiện nay với 3 ủy viên Bộ Chính trị, 10 ủy viên Trung ương Đảng và 1 ủy viên dự khuyết. Vì thế, ông Hồ Đức Phớc mới không ngần ngại đẩy hết trách nhiệm cho ông bộ trưởng khác, vì thế của ông đang rất mạnh. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Việc ông Nguyễn Thanh Nghị chó mũi vào chuyện của ông Hồ Đức Phớc được đánh giá là liều, bởi ông Nghị đã đá lộn sân thay vì nhờ Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo liên ngành. Và điều đáng nói là ông Nghị đang chọc vào nhóm lợi ích ở Nghệ An. Việc làm này xem ra là dại hơn là anh hùng, bởi nó nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng.